Xin chào các em đã đến với series chữa các đề tuyển sinh vào lớp 10 môn toán của các tỉnh thành phố trên cả nước. Ở series này, thầy và các thầy cô trên olm.vn sẽ giúp các em ôn tập thông qua các đề tuyển sinh của các tỉnh thành phố năm vừa rồi. Đây là cách ôn tập rất hiệu quả bởi vì khi quan sát các đề của các năm trước, chúng ta sẽ biết được có những dạng bài nào và những phần kiến thức nào chúng ta cần chú ý. Ở đây các bài chữa của olm.vn sẽ chỉ ra cho các em những kiến thức quan trọng, những lỗi dễ mắc phải và những mẹo để chúng ta có thể làm bài toán nhanh, chính xác. Ở video này thì thầy sẽ cùng các em giải đề tuyển sinh vào lớp 10 môn toán của một địa phương rất là nổi tiếng. Các em nhìn vào hình nền cũng có thể đoán ra. Hình nền ở đây là các liền anh liền chị đang hát dân ca Quan họ và dân ca Quan họ thì chúng ta nghĩ ngay đến đó là Bắc Ninh. Không chỉ nổi tiếng với dân ca quan họ, mà Bắc Ninh cũng là nơi được mệnh danh là đất học của miền Bắc. Và đề thi của tỉnh Bắc Ninh cũng là đề thi rất hay. Các em sẽ học hỏi được rất nhiều từ đề thi này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tổng quan về đề thi. Đề thi của tỉnh Bắc Ninh những năm gần đây thì thông thường sẽ có hai phần. Đó là phần trắc nghiệm và phần tự luận. Đề thi năm vừa rồi thì phần trắc nghiệm chiếm 4 điểm, bao gồm có 20 câu hỏi. Và phần tự luận là 6 điểm. Bao gồm có 4 câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem kỹ hơn từng phần. Một xu hướng ra đề trong thời gian gần đây đó là là trong đề thi sẽ có phần trắc nghiệm. Với đề thi của tỉnh Bắc Ninh, với đề thi này thì phần trắc nghiệm chiếm một số điểm tương đối lớn, đó là 4 điểm, chiếm 40% số điểm của bài thi. Vậy thì kỹ năng làm bài trắc nghiệm là rất quan trọng để làm được đề thi này. Một lát nữa khi chữa chi tiết thì thầy sẽ chia sẻ những cách để chúng ta có thể làm được bài trắc nghiệm tốt nhất có thể. 20 câu hỏi và tổng là 4 điểm, vậy thì mỗi câu sẽ chiếm 0,2 điểm. Ở đây thì phần trách nhiệm thì chia là 3 phần. Phần đầu tiên bao gồm 9 câu hỏi từ câu 1 đến câu 9. Cũng là những câu hỏi ở mức độ dễ nhất trong đề. Phần thứ hai bao gồm có 8 câu hỏi từ câu 10 đến câu 17. Là câu hỏi ở mức độ khó hơn một chút. Và phần cuối cùng bao gồm 3 câu hỏi từ câu 18 đến câu 20. Là những câu hỏi mang tính chất vận dụng và đây là những câu hỏi khó nhất trong đề. Vậy thì chiến lược làm bài của chúng ta khi nhìn thấy một đề thi có phần trắc nghiệm như thế này để kiếm được nhiều điểm nhất của phần này thì chúng ta phải ưu tiên làm đúng tất cả các câu dễ như đây chín câu này là chín câu cơ bản thì bắt buộc là chúng ta phải làm thế nào đó để làm đúng hết những câu này sau đó chuyển sang những câu khó một chút thì chúng ta cũng cần phải làm cẩn thận để có thể kiếm được nhiều điểm nhất từ các câu này còn lại những câu khó nhất trong phần trắc nghiệm thì chúng ta sẽ dành một cái khoảng thời gian nhất định để ta suy nghĩ và làm những câu này. Và các em chú ý là với bài trắc nghiệm thì cho dù chúng ta không làm được thì các em cũng vẫn phải chọn một đáp án nào đó chứ không được để trống. Như vậy thì các em đã nắm được sơ qua về cách chúng ta làm bài trắc nghiệm. Làm bài trắc nghiệm thì chúng ta cần đặt ra một thời gian nhất định. Theo gợi ý của thầy thì các em nên dành trung bình một phút rưỡi cho mỗi câu trắc nghiệm. Tức là với đề này có 20 câu thì thời gian tối đa các em nên dành cho phần trắc nghiệm đó là một phút rưỡi nhân với 20 bằng 30 phút. Phần trắc nghiệm nếu chúng ta không làm được thì chúng ta vẫn có thể chọn được đáp án. Nhưng nếu phần tự luận mà các em thiếu thời gian để làm thì rất là đáng tiếc. Chúng ta sẽ dành một phút rưỡi cho mỗi câu trắc nghiệm. Còn tùy trong đề có bao nhiêu câu mà chúng ta nhân lên là phần trắc nghiệm, ta sẽ dành bao nhiêu phút để làm. Thời gian còn lại chúng ta sẽ làm phần tự luận. Và sau khi làm xong phần tự luận tức là làm hết tất cả những câu chúng ta có thể làm ở phần tự luận còn thời gian chúng ta hoàn toàn có thể quay lại phần trắc nghiệm để giả soát chỉnh sửa cũng như là suy nghĩ những câu ta chưa làm được thì thông thường các đề trắc nghiệm các câu hỏi sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó các câu hỏi sẽ được sắp xếp từ dễ đến khó cho nên là các em cứ làm theo thứ tự từ đầu đến cuối và chúng ta chú ý là không dành thời gian quá lâu vào một câu cảm thấy một câu mà chúng ta tính mãi không ra chúng ta nên bỏ qua và chuyển sang câu khác và các em nhớ đánh dấu lại câu đó để chúng ta quay trở lại làm nếu còn thời gian vừa rồi thầy đã chia sẻ một vài những kinh nghiệm để làm bài trắc nghiệm bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chi tiết vào xem phần trắc nghiệm của đề thi có những phần kiến thức nào và chúng ta sẽ học hỏi được cái gì các em chú ý là đây là luyện đề luyện đề thì các em hãy làm như sau chúng ta hãy tự giác làm đề thi này một cách nghiêm túc giống như đang ở trong phòng thi. Và đặt thời gian tương tự như trong phòng thi hoặc đặt thời gian ít hơn. Ví dụ như đề này 120 phút thì các em hãy bấm giờ, tối đa là 120 phút hoặc các em chỉ bấm giờ 100 phút hoặc là 90 phút. Và sau khi làm xong thì các em hãy so kết quả với đáp án để tự chấm điểm cho mình. Việc quan trọng không phải là chúng ta được bao nhiêu điểm mà chúng ta phải xem là chúng ta sai ở đâu, sửa lại như thế nào để sau này ta không mắc lại những lỗi sai đó bây giờ ta sẽ cùng đi chi tiết vào phần trắc nghiệm của đề này